Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải bài tập trong vở bài tập toán lớp 4 tập 1. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm bài 30 phép trừ trang 36. Bài số 1 đặt tính đầu tính. Chúng ta đặt hết rồi chúng ta gạch ngang qua rồi chúng ta tính luôn ha. 6 2 9 7 5 8 3 1 4 2 3 9 7 0 0. Cái này có 4 số này, cái này 5 số này, thấy chưa? Chúng ta đặt cẩn thận chứ không là thừa số thiếu số đó. Mấy số 0 này? 5 số 0. 1 2 3 4 5. Này số 8, này số 9, này số 8 và này số 9 trừ. Năm ta từ 8 được, tại vì số 5 nó nhỏ hơn số 8. Chúng ta phải mượn 10, 10 cộng 5 là 15. Hay nói cách khác là chúng ta lấy 15 chúng ta trừ 8. Không, chúng ta bỏ qua cái bước gọi là mượn, nhưng mà trong thực tế của mình là mình mượn đấy. Mượn 10 cộng 5 là 15. 15 ta trừ 8 được 7. Mượn thì phải trả, trả 1. 3 ta cộng 1 là bằng 4. 7 được trừ 4 bằng 3. Ngay chỗ này chúng ta đã không mượn nữa, chúng ta cho nên chúng ta không trả. 9 trừ 1 còn 8. 2 trừ 4 không được, tại vì số 2 nhỏ số 4. Chúng ta mượn 2, mượn 10 cộng 2 là 12. Hay nói cách khác là chúng ta lấy luôn là 12. 12 trừ 4 được 8, trả 1. 2 cộng 1 là bằng 3. 6 trừ 3 được 3. 0 ra trừ 6 không được, ta lấy 10. 10 ra trừ 6 được 4, 4 trả 1. 1 cộng 1 là 2. 0 ra trừ 2 không được, ta mượn 10. 10 trừ 2 được 8, 8 trả 1. 2 ta cộng 1 là 3. 7 ta trừ 3 được 4. 9 ta trừ 9 là 0, 3. Số 0 ta trừ cho 8 không được, vì số 0 nó nhỏ số 8. Ta lấy 10, 10 trừ 8 được 2. 2 ta trả 1. Chín cộng một là 10, được không? Chín cộng một là 10. Không ta trừ 10 không được, ta lấy 10. 10 ta trừ cho 10, không ra 1. Tám ta còn 1 trả là bằng 9. 0 ta trừ 9 không được, ta lấy 10. 10 trừ 9 còn 1, trả 1. 9 còn 1 là 10. 0 ta trừ 10 không được, ta lấy 10 trừ 10 còn 0, không trả 1. 10 được 9, 10 trừ 1 còn 9. Bài số 2, viết số thích hợp vào chỗ chấm. Số lớn nhất có 4 chữ số là. Mà em cứ nhớ tới số lớn nhất là con số 9 nè. 4 chữ số là cứ 9, 1, 9 này, 2 này, 3 này, 4, 4 chữ số. Số bé nhất có 4 chữ số là số 1, 3 số 0, 1.000. Hiệu của hai số này là, là có nghĩa là ta lấy số 4 số 9 này chúng ta trừ cho này. Được. Như vậy chúng ta 9 9 9 9 ta trừ cho 1.000 bằng. Giờ còn 8 9 9 9. Được. Hiệu là trừ nha, hiệu của hai số này hiệu là trừ. Ta lấy số lớn ta trừ số nhỏ ra số này. Bài số 3. Một cửa hàng
Ngày thứ nhất bán được là 2.632 ký đường. Ngày thứ hai bán được ít hơn ngày thứ nhất là 264 ký đường. Hỏi cả hai ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu kg được? Bao nhiêu tấn đường? Rồi, như vậy đầu tiên thì chúng ta sẽ đi tính cái ngày thứ hai. Được. Trước tiên chúng ta đi tính cái ngày thứ hai là bao nhiêu. Rồi chúng ta cộng hai cái ngày đó lại, rồi chúng ta đổ ra tấn. Số kg đường. Ngày thứ hai bán được là 2.632. Ngày thứ hai bán được ít hơn là trừ ra bằng. Rồi. Nhẩm. Mấy em nhẩm còn không lấy đặt phải tính tính nha. 2 ta trừ cho 4 không được. Ta lấy 12. 12 ta trừ cho 4 được 8. Trả 1. 6 là còn 1 là 7. 3 ta trừ cho 7 không được, ta lấy 13. 13 ta trừ cho 7 được 6. Trả 1. 2 ta cộng 1 là bằng 3. 6 ta trừ cho 3 được 3. 2 kg đường. Rồi. Tiếp theo. Số kg đường, cái này tấn đúng không? Mình ghi là ký ký đi, chút nữa mình tính xong rồi mình đổi ra tấn. Số kg đường. Cả 2 ngày bán được là. Rồi ta lấy con số là số ngày thứ nhất là 2.632. Ta cộng với cái ngày thứ hai là 2.368. Bằng bao nhiêu đây? 2 là cộng 8 là 10 không như 1. 639 1 10 không như 1. 639 10 không như 1. 5 kg. Rồi, người ta hỏi tấn thì mình trả lời tấn ha. Số tấn đường 2 ngày bán được là 505.000 ký bằng 5 tấn. Được không? Đặt số. Năm tấn. Bài số 4. Câu A, vẽ theo mẫu. Rồi, cái mẫu chỗ này đây, xuống đây, qua đây lên đây. Rồi chúng ta cứ việc vẽ ha. Lên xuống xuống đó là hai ô xuống rồi cái này lên đây rồi cái này lên đây rồi này lên đây rồi.
Rồi, xong cái hình. Câu B. Cho biết bốn chấm tạo thành một ô vuông có diện tích là 1 cm vuông như hình dưới dưới đây. Đây. Thì có nghĩa là từ đây này. Từ đây xuống đây, lại đây, qua đây và lại đây. Được. Bốn chấm như thế này tạo thành 1 cm vuông. Được. Ta có diện tích của hình mẫu trong câu là. Như vậy chúng ta đếm bao nhiêu cái ô này? Được không? Bao nhiêu cái ô hình vuông này? Này. Đây là một ô này, thấy chưa? Một ô. Rồi chúng ta cứ mấy cái chấm này chúng ta nấu lại đi. Rồi chúng ta xem bao nhiêu cái hình hình vuông. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. À, chúng ta đếm được 10 ô. Được, 10 ô. 10 ô mà mỗi ô là 1 cm vuông. Đây là cm vuông nha. Như vậy 10 ô là nhân cho 10. Ha. Như vậy là 10 cm vuông. Vậy mỗi ô là 1 này, được không? 1 ta nhân cho 10 ô này, được không? Như vậy là bằng 10 cm vuông. Mỗi ô là 1. Mỗi ô là 1 cm vuông. Mà nhân cho 10 ô, mình đếm đây nó là 10 ô á. Là bằng 10. 1 x 10 là bằng 10 cm vuông. Bài hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh của thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em.